Vâng, xin giới thiệu với anh em mọi miền Tổ quốc nhé. Bây giờ đã đến giờ Hà Phong phát trực tiếp trên fanpage Đồ Cổ Hà Phong. Anh em vào xem thích hiện vật nào thì lên tiếng với Hà Phong, hỏi giá cả, trao đổi và giá cả là công khai, miễn ship hàng toàn quốc. Hôm qua thấy đang bắt úp Long Ẩn con... Chào bác Phạm Sơn ạ. Vâng, đến hẹn lên và sáng ngày càng toàn đi đang về ạ. Vào ngoại chi phí thì được anh chú bác. Xin chào bác Bình An đây ạ. Xin chào bác Nguyễn Huyền. Xin chào bác Trung Nguyễn ạ. Xin chào bác Tiến Nguyễn ạ. Và em xin chào tất cả các bác quan tâm đến quán là quán ăn cơm, quan tâm đến đồ cổ Đồ Cổ Hà Phong, đến chợ Hồ Trương Tiến một quán là một cái bàn ăn thì ăn xong quay qua một vòng. Hôm nay là trời không khí tiết trời nó sẽ đâu rất là gió, nên là một số anh em ở xa cũng không cầm được đồ về thì em cái đồ trưng bày của quán thì nó cũng rất là hạn hẹp, thì mong các anh các cô bác thì đưa được món nào nó hợp lý thì ủng hộ cho Hà Phong, ủng hộ cho Đồ Cổ chuyên môn. Đây là một cái gian hàng của một cô em gái ở mãi ở quê rất xa, nhưng mà em rất nhiệt tình. Thì em rất nhiệt tình là em đã đưa hàng về và giao lưu cùng với anh em trong hội quán. Đây là những cái chiếc đĩa Minh Sato, những món đồ đào rất đẹp. Đấy, vẽ thạch Phúc Tăng Can, thạch Phúc Tăng Can rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, vẽ trong vẽ ngoài, vẽ trong vẽ ngoài. Đấy, bên ngoài thì vẽ Phúc dây bản quả, bên trong là Tăng Can. Rất là đẹp. Thôn là Sông La. Vâng, em chào bác Phạm Tiếng nhé. Chào bác Khoa Văn Thiết. Và em cảm ơn bác Phạm Tiếng đã luôn ủng hộ của Phong. Đây là những cái món đồ đào rất là đẹp. Đấy, một cái món trần lê. Đấy, men sô-cô-la. Men sô-cô-la. Một cái đĩa rất đẹp. Cái đĩa này thì tuy rằng nó mất men một chút nhưng mà tình trạng rất là tốt. Đấy, sáng thì rất đẹp. Cái này thì các bác có vẻ là về trưng bày chơi gốm cổ vật châu rất là đẹp. Xin chào anh Nguyễn Công Lộc nhá. Xin chào anh Nguyễn Công Lộc. Hôm nay em lại bán hàng buổi sáng anh Lộc ạ. Đây là một cái bát chu đậu, chu đậu đấy. Vâng, một cái bát chu đậu men còn nguyên si, dáng rất đẹp. Đấy, anh Lộc yêu mến trong món đồ đào rồi thì ủng hộ cho Hà Phong. Anh Lộc ơi, đây có một cái đĩa theo Hà Phong nó tư duy đĩa này là đĩa theo Hà Phong tư duy nó là đĩa lê cốt này là cốt lê, cái đồ này men men nước cưa nhé, ám họa qua khúc này, một khúc rất đẹp. Anh Lộc này đấy, cái chôn này nó chỉ vẩy tí thôi đấy, và nó có một cái đường tóc này. Anh Lộc này đấy, đường tóc này nhưng mà không hề ra mảnh anh Lộc nhá, nguyên si này, cái là viền của nguyên si đấy. Ra đây nhìn mấy cái đấy đều văn ngoài. Anh Hiếu ơi, cho em mượn cái thước đấy, được kính 15 cm. 15 cm nhá, ám họa còn nguyên si này, ám họa bông cúc thì rất đẹp luôn, men nước dừa. 15 cm chỉ chôn chỉ có vẩy chôn này thôi. Đấy, và có một cái đường tóc này. Đấy, nhưng mà không hề ra mảnh nhá, còn nguyên si. Cái viền này còn nguyên si, men rất đẹp. Đấy, men rất đẹp.
cái đĩa này thì Hà Phong xin chốt cho bác nào yêu mến là 600k bao ship, 600k thôi, rất rẻ, đĩa đẹp chưa? 600.000 anh nào mà chơi đúng đồ ta, mà chơi ám họa, chơi ám họa nghe nó còn miết phi, nghe đẹp chưa? Đấy. Đấy. Anh Ngọc yêu mến chốt con đĩa này này, anh Ngọc đề. Anh Ngọc ơi, anh em thấy anh cũng thích đồ ta. Một con đĩa men ám ám họa men 600k, vâng ok anh nhá. Một cái đĩa này quá đẹp luôn anh. 600.000 bao ship. Vâng ok anh nhá, vâng ok. Ok anh nhá. Vâng. Đây một cái đĩa chu đậu, anh xay được chu đậu này, đấy này, chu đậu chuẩn bố này, cái hoa hoa cúc này, hoa cúc này thì đối chứ, cái đĩa này này thì đối này. Em lên một đĩa này, cái bát đầu ta đẹp, không đi bao giờ đâu mà, 15.5, 15.5. Đấy, anh nào yêu mến cái món này không ạ? Lành tuyệt đối đấy, lành tuyệt đối đây, lành tuyệt đối ạ, lành tuyệt đối ạ, anh nhá. Bốn trăm bao ship cho anh nhá, 400 bao ship 15.5 thì chạy gần như này, gần như là này đẹp luôn, còn nguyên này chỉ qua hai cái chấm này thôi, chỉ qua hai chấm này thôi. 400 em bao ship con này nhá. Đấy, rất đẹp, men nó bóng, không lừ luôn. Rồi. Đấy. 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 Trong bên ngoài nhá các anh nhá. Trong bên ngoài. Rồi. Anh đi được. Bán rất đẹp luôn. Nó ngay rồi. Trước khi người ta ấy người ta bỏ cái nào. Xe cái tôi bắt chủ động. Tôi bắt chủ động. Đây một cái bát minh này. Minh chôn trần vuông long hóa, nhưng mà mỗi cái là vị ra. Vị ra mảnh, anh nào chơi tiêu bản không? Anh nào chơi tiêu bản về đắp một ít cốt này vào. Chỉ có bị mỗi cái này thôi, còn tất cả là ok hết, đã trong bên ngoài. Còn một con bát minh nhá. Điện long hóa này, cúc hóa long này. Đấy, anh bát quá đẹp luôn, chôn triệu đồ chuẩn. Vỡ bất miếng, đúng một mảnh. Bánh này bằng chưa đầy bằng muối quýt. Bác nào chơi tiêu bản bịt cái đồng vào cái này. Bịt đồng á, bịt đồng bịt đồng vào. Bịt bạc và đẹp quá. Con mát này nếu bác nào 600.000 nhá. Còn mà về đắp lại chơi thì là